Chào các bạn, mời các bạn đến với video tiếp theo của mình. Nào, hôm nay ta sẽ gặp lại anh chàng bóp của chúng ta. Hôm nay, ta có một sự kiện mới các bạn ạ. Các bạn xem nha. Rồi, ta sẽ đổi quà các bạn ạ. Ta là hôm nay ta sẽ đổi quà các bạn nhé. Ta sưu tập được 1017. Rồi nào, chúng ta sẽ đổi Angela các bạn nhé. Trang phục siêu nhân. Trang phục siêu nhân của cô nàng Angela. Ta đã đổi được quà rồi. Đây, các bạn thấy có ngầu không? Cô nàng siêu nhân Angela của chúng ta đúng rất là ngầu. Nào nào, để cửa nào đây. Đây, ta bắt đầu go. Ôi, nãy rồi, nãy rồi. Các bạn
cấp gì đây? Nào, nâng cấp được gì không? Video của mình đến đây là tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Sẽ gặp lại siêu nhân Angela của chúng ta.